Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đến thăm và tặng quà cho bà Nguyễn Thị Trúc, là thân nhân gia đình ông Phạm Xuân Câu, cán bộ tiền khởi tại thôn Cao Trạch, xã Phong Hóa. Tại đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của thân nhân gia đình ông Phạm Xuân Câu, đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc trước những hy sinh mất mát và đóng góp to lớn của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi đối với nền độc lập, tự do của dân tộc hôm nay. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy mong muốn thân nhân ông Phạm Xuân Câu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, động viên con cháu thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phong Hóa tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa đến các đối tượng người có công và gia đình chính sách trên địa bàn.